Đây, hello anh em, chào mừng anh em trở lại kênh channel BT Nhà Đức nhé. Hôm nay thì đang review cái thằng cho anh em thằng mà được mà đi em à. Con nhiều người dán quá rồi. Dán đi em, bóc nó dán vào thôi. Đâu xanh đi em, dán bình thường thôi. Cứ bóc dán đúng vị trí này là đẹp này. Dán theo vị trí này. Dán đúng vị trí này là đẹp. Đấy, em cứ dán đúng cái vị trí cho nó có vẻ đẹp. Đây, đang review cái thằng cho các bạn ngắm chiếc xe của em trai nhá. Đấy, đặc biệt chiếc xe này thì bạn đi lên hai cái tay gương này, các bác nhìn này. Sẽ zoom cái tay gương cho anh em xem này. Đó, cái tay gương hai dòng này. Đấy, bên lái em cũng lên luôn này. Đó, cái hai luôn. Đây em nhìn đẹp không? Cái xe rất đẹp luôn. Con này là Honda HD65 các bác nhá. Đấy, cho anh em. Đấy, em xài các bác có thoải mái luôn. Đó. Cầm cái úp phát đúng chỗ này luôn. Là đẹp luôn. Đấy. Không phải run đâu, cứ thoải mái luôn. Sao nó rơi rồi? Không rơi đâu, nó dính vào cái mặt trên này của em rồi. Rồi cân rồi đấy. Thế xong, đơn giản cực. Đó. Thế phập là xong luôn. Đó, đây cho anh em ngắm chiếc xe của em trai nhá, rất đẹp luôn này. Con này HD65 quá nhá, đấy. Tay gương em mình lên tay gương hai dòng luôn này. Đó, lên lái lên đấy con nhá. Đấy, cho anh em lên một bên thôi, em mình lên hai bên nhìn cân xe luôn. Đó. Đấy, còn cái mặt ga lăng này là em bị tẩy các bác nhá. Nhiều anh em hỏi mình đem em bị tẩy chưa kỹ nè. Tẩy chưa kỹ các bác nhá. Này tẩy tiếp rồi da đẹp nữa. Đây là em bị tẩy chưa kỹ, da cho ai là bôi nhiều quá. Và đây là bị cào. Đấy, tẩy chưa kỹ. Anh em cứ tẩy cứ bôi vào ấy, không ra ATM bôi vào thì nó ra được cái màu trắng này thôi. Đấy, xe hộ nghèo. Đấy, tay gương hai dòng hôm nay chủ yếu thì đi chiếc xe cho anh em nhập cái tay gương hai dòng này. Hàn đấy, đây là Hàn của em, Hàn đấy. Đó, anh em nhập nhá, đây Hà Nội rất đẹp trời luôn. Gần Tết rồi đẹp trời kinh luôn. Cái kín luôn mà. Đó, thủ dân. Đấy, em cho con này cũng được, cũng hợp. Kín luôn mà. Dán trông này luôn. Chẳng ra này ống tích to. Rồi, anh em trai nhiều. Đây thì mình thử ngó qua trong cabin xem có gì lạ lạ không anh em nhé, cho anh em ngắm qua nhé. Trong cabin của em ý thì em ý chế cái giường rất là rộng. Đấy, đặc biệt trong cabin giường thôi, lên quả màn hình to các bác nhé. Đây quả màn hình cũng to luôn này. Ok chưa, rồi xong. Đang lật cái cabin dán các bác nhé. Khi anh em dán trên lóc này thì anh em cứ lật cabin lên thôi. Ui chết. Anh em có lật cái cabin lên thôi, dán nó rất là dễ. Bắt lật cái cabin lên đấy, các bác dán thôi. Xịt nhiều nước vào cho mình thôi. Bác xịt nhiều nước vào nhá. Xịt nhiều nước vào thì nó có vấn đề gì xô ấy, anh em biết thì nó sẽ trôi cái nước ra ngoài là xong. Đấy, không biết rồi. Xịt nhiều nước vào. Đây đang lột cái hình ô tô bé bé các bác nhá. Với những cái dán mà để che cái lỗ gương này thì anh em phải chọn cái giấy nó dày. Hôm nay bóc xuống đây, bóc xuống cái bóc cho sân sân này thôi. Cái nào nó mịn rồi thôi kệ nó, dán chồng lên được hết. Đây đang cảnh bóc cái dán lá cờ Hàn Quốc em bác nhá. Cái này giấy rất là dày luôn, tại sao anh em phải chọn giấy dày để che được mấy cái lỗ này này. Còn nếu mà anh em lấy giấy mỏng nó sẽ hằn cái lỗ lên hơi xấu. Đấy, đây là giấy dày các bác nhá. Riêng cái chỗ dán này anh em lên chọn giấy dày. Đó, đây là lá cờ Hàn Quốc. Đó, đơn giản. Đó, thế là xong rồi các bác nhá. Đó, đây là che cái khuyết điểm của cái chân gương. Đó, anh em thấy không? Đây, nhìn cho anh em nhìn ngang luôn này. Đó, đây là nhìn dọc cái chữ ấy. Chú Hàn trên này. Ok chưa? Bình an kia, chú các bạn làm bình an các bác nhá. Thay cái bóng đèn trần các bác nhá. Hiện tại bên bạn nó là bóng xe nốt. Hôm nay mình thay bóng led vào. Còn ngắn? Không, tới đây em sai ạ, em sai tí. Cho lại xem nào. Đấy, bác bắt đầu vào tí, bác bắt đầu vào tí. Em đẩy vào hai đầu vào tí được. Đấy, em đẩy cả hai đầu vào.
bật thử cho xem nó đúng chiều chưa, con này phải đào chiều mới sáng. Rồi. Ok, đúng chiều quá. LED. Sáng sẽ đốt bình thường. Đó. Sáng không lắp thay thì sáng trưng luôn. Rất cả mình luôn. Thế về sao nó nghèo luôn à? Nó tối không, nó chỉ à? tối nó tối không dần sáng gì luôn. Tối dần. Nó không sáng. Chắc nhầm vụn. Đây này, anh em thay cái này thì đơn giản nha các bác nha. À, anh em chỉ cần một cái tấm vít hai cạnh nhỏ này cậy vào cái chỗ đây này, đây nó có một cái lỗ này đấy, cậy đây này, nhưng mình phát là ra luôn nhé, rất đơn giản luôn, bật bình thường. Đó, đèn led này. Ban ngày thì tối. Ban ngày nhìn nó bình thường. Ban đêm tối. Đó. Đó. Ok đây. Đó, thế là 15 phút thì mình đã thay xem cái món đồ em thích nhá, anh chị em thay rất là nhiều luôn. Anh em có gì nhớ ủng hộ cho mình theo số điện thoại là 0978823083. 0978823038 và 0243861426. Em trai lên thì đôi tay gương hai nhóm rất đẹp luôn. Em đi lên được lâu lắm rồi, gần đầu năm rồi, chạy ok các bác nhá. Có gì anh em nhớ ủng hộ mình nhá. Em trai rất là nhiều luôn. Mình sẽ để cho cái em trai chạy bon người yêu đẹp. Đang giúp nhau để cho chị cổ thử không? Nó đẹp luôn đó, em trai nhá, đây có dây em gọi cho mình nhá. Và đúng ra cho mình nhá, thông minh quá rất là nhiều luôn.